Ah bon? Le pied gauche, il y avait 3 cm de moins que le pied droit. Đấy em bảo em dịch là đây là bài kéo 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 pour consolider les cuisses kéo tout đây em bảo đây em gọi là bài đầy đây 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 đấy phải giải thích như thế cho nó dễ hiểu. Cái món này có món nhảy quạt cổ có anh ạ, nhưng mà bạn này quạt làm sao có được? Nhưng mà ở đây nó nguy hiểm thì sẽ đi tí tí cho xuống cho xem trẻ con quạt cổ được. Chọn món đấy tây thì thích lắm, không hiểu nó không khác không giống như món khác. Riêng biệt. Cho đánh đại từ đầu bài đi bài đầu. Đang rất thích ăn món này. Em ấy nhận bài thất tình quyền này, bắt đầu chuẩn bị ở chậm này. Em giới thiệu nha. Chậm này. Thất tình quyền. Thất tình quyền thì cụ thể. Để xong. Để làm phân ngủ. Chậm rồi. Móc. Vâng. Vâng. Đặt. Nói để mình dịch. Vâng. Đặt. Đúng không? Đấy, sư tổ đấy. Thơ sư tổ. Đấy đã. Một hạ đấy. Hai tên 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 Tiểu Việt có đã là không võ hồ truyền không không anh hỏi hộ em bạn này có mệt không anh nhé chưa fatigué non ça va ok bạn này có vẻ nhìn giống nét của Việt người Việt mình mà thế vui bé chân cũng nói được tiếng Việt đúng không anh người ta nhận là muốn nuôi từ bé thế vậy thì khôi với không nói tiếng Việt bài đầy bài đầy đây chân mắt đặt thôi rồi yêu và tôi cũng tung ngực anh ta này mặc xe anh ta phải cho nên đây yêu tung ngực lên yêu không tung ngực thế nên tung ngực luôn đây là để hướng dẫn đoàn tự vệ tung ngực là sẽ đi phòng này cho thích tâm lý sao đi vào này chào này bên trái đoàn bên trái bên trái nhẹ nhàng Yêu và tung bực cầu kia đi. Thôi. À, không, để đánh mà.
video này không làm được. Không, em làm. Video tôi mới đi. Tăng dần. Ok. Đấy. Rồi. Cứ làm nhiều lần, ta cứ làm nhiều lần. Hai chân. Tiếp tục. Cứ nhẹ nhàng. Mê bổ tay ra. Ok, tiếp tục làm lại lần nữa. Em cứ vào trang web Võ Đường Hy Vọng. Bây giờ là ok luôn. Rượt phát thôi rồi. Thì tụ tóc luôn. Tăng tụ tóc thôi. Yêu tụ tóc. Chỉ túm nhẹ cái bình thường, không còn phải co chân đâu. Cứ túm bình thường này. Túm. Chân trái. Điểm là xe á. Làm lại luôn bên kia luôn. Đại tù bên kia luôn. Yeah, nhẹ nhàng. Nghe sức nhẹ. Tăng lên. Đấy, bọn anh chưa huấn luyện như thế này. Ok. Tiếp tục. Không sao. On va refaire. Nhẹ nhàng. Attends. Đúng rồi. Chưa đón anh nhé. Khi nào anh... Tiếp tục. Cố gầm cầu anh ra chỗ... Cố đồng xuân đi cũng được nhé. Hoặc là anh nhì bộ ra ngoài... Chỗ nào đấy chỗ gần bốt lỡ. Nhá. Ô lại. Tung ngực đầu vào. Cá chân. Cho thêm một cái đòn bóp cổ. Rồi, tiếp tục. Chân yếu. Đòn thứ hai, chân yếu. Chân yếu. Đâu. Đừng cứ nhẹ nhàng kệ. Tạo hình sức mạnh chưa đâu. Đó số 2 đi. Cho luôn. Đó số 3 đi. Cho bóng cổ này. Đâu tập thế chứ không biết. Cho bóng cổ này. Hay như các người. Muốn tìm hiểu từ trước rồi. Thích quá. Chém tay, chém vào mặt luôn. Chém gái. Cứ nhẹ nhàng đơn giản thôi. Không phức tạp. Chứ không thích kìa.
Ta lại đứng cùng bên chia bên kia. Hiếu đâm kia vào mặt Hiếu nhá. Dạ. Đâm cái lứa vào mặt đấy, ông lưu ý. Kiên giờ đấy. Ok. Tiếp tục ba đó. Cứ đánh đó. Ok. Chân bức gì? Ok. Đấy, thích thế. Tóc tóc. Cả chân. Đúng rồi. Đấy. Ok. Rồi số 3. Đấy, nhẹ nhàng nhé. Đấy. À, ok. Trò chuyện đó là số 4, ôm sau. Ôm sau rồi. Giật lưng, giật chân. Còn được. Vô vai. Ôm vai. Giật chân nó dễ đánh, dễ đánh. Dạ. Ôm vai. Giật chân ôm vai. Thì ôm sau đây. Giật nhẹ thôi, đừng tác đừng giật mạnh. Làm nó cho thuyết minh run. Quay chậm đã, quay chậm. Mở rộng chân. Voilà, parfait. Tu écartes les jambes. Tu écartes les jambes. Ok. Chân nhiều. Đấy, rồi. Tu écartes les jambes. Ok. Thẳng cái chân này lên, ok luôn. Tiếng rồi, chú từ. Đúng không? Hai tay, hát. Four. Em giữ nhau. Ok luôn. Ok, tiếp tục. Làm lại. No vấn đề. No problem. No problem. Two hands. Ok, nhớ. Mỗi thầy cái chân thôi. Vâng, ngày các em này đi học là toàn là các thầy giáo hết. Anh đúng. Ok. Nhà lớn. Anh em đúng rồi. Toàn là rất là 7, 9, 8, 10 trông trẻ. Toàn là các thầy giáo hết. Rất là. Đây là anh Quang là phó trưởng trang. Tác là phó trưởng trang, toàn dùng răng kéo ô tô. Tôi giới thiệu dùng răng kéo tô đâm sắt vào cổ. Ok. Cho một quả cuối cùng. Kẹp cổ và giữ tay sau lưng. Ở đây rất khó làm. Không. Kệ. Dễ nhờ. Chỉ hất trò. Ngừng ạ. Tóm hai tay dễ nhất. Không phải đặt kẹo. Nhiều người đã kẹo. Nam lại. Đừng mừng đôi đã. Cái chân cài. Okay.
Đúng rồi. Đúng rồi. Ok. Ok. Yes,